Liên quan đến việc bà Lê Thị Công, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định có bất thường trong 4 dự án tỷ đô ở địa phương này, ngay lập tức các cơ quan trung ương và địa phương đã vào cuộc làm rõ. Bà Công cho biết trong ngày hôm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị có buổi làm việc chính thức với bà về các nội dung bà đã nêu. Báo Bà Rịa Vũng Tàu thông tin cũng trong ngày hôm qua, Thường trực Thành ủy Vũng Tàu đã chủ trì buổi làm việc với bà Công. Tại đây, lãnh đạo tỉnh ủy đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ, xem xét 4 dự án tỷ đô mà bà Công đã nêu. Trong một diễn biến khác, chủ dự án Hồ Tràm Strip cũng vừa có văn bản gửi VTV24 cho biết việc tách dự án hơn 4 tỷ đô được phê duyệt thành 6 dự án thửa và đã được cấp sổ đỏ là nhằm mục đích phát triển phù hợp với quy hoạch tổng thể đã được cấp. Giải thích này hiện vẫn mâu thuẫn với quan điểm của bà Công đã nêu trước đó, việc tách thửa chia nhỏ đất dự án trong trường hợp này là không đúng quy định vì đây là đất sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt quy hoạch tổng thể. Mặt khác thì việc cấp phó của bà vượt quyền ký cấp 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong lúc bà nghỉ phép là không đúng quy định, bởi trong giấy ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký còn hiệu lực thi hành thì chỉ bà Công mới có quyền ký các văn bản này.